Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ Tư ngày 18 tháng 6 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Ở Huế, cướp xong vô nhà, trói chủ nhà đoạt tiền. Việt Nam coi yêu nước là tiêu chuẩn đo lường cán bộ lãnh đạo. Số người lao động Cambodia bỏ chạy khỏi Thái Lan lên tới 220.000 người. Chính phủ Mỹ nay không nhắm giải pháp oanh kích trợ giúp chính phủ Iraq. Sau đây là phần tin chi tiết. Một vụ cướp táo bạo xảy ra tại phường An Đông, thành phố Huế vào sáng ngày 16 tháng 6 như chỗ không người. Khổ chủ là một bà cụ tên Nguyễn Thị Quảng, 72 tuổi, ngụ tại hẻm số 14 đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế. Cuộc điều tra của công an địa phương nói rằng vụ cướp diễn ra lúc bà cụ đang ở nhà một mình. Kẻ cướp là hai thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang, xông vào nhà dùng dao uy hiếp bà cụ, buộc phải nằm im. Hai thanh niên này đã dùng băng keo bịt miệng, trói tay chân của bà cụ, buộc ngồi yên để họ lục lạo tìm kiếm tài sản quý giá. Khi không tìm thấy gì thêm, cả hai điềm nhiên đi ra khỏi cửa, ngoắc một chiếc taxi bảo chở đi, mang theo số tiền mặt là 6 triệu 600 ngàn, tương đương với 330 đô la. Chủ nhà sau đó đã đi trình cớ và công an thành phố Huế mở cuộc điều tra truy lùng kẻ cướp. Đến sáng ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Huế cho hay đã bắt được hai nghi can tên Nguyễn Tấn Sơn, 23 tuổi và Đào Văn Định, 21 tuổi, đều ngụ tại huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Cũng trong phần tin Việt Nam, thì yêu nước sâu sắc vừa được nhà nước Việt Nam coi là một trong ba điều kiện tiên quyết để đo lường năng lực lãnh đạo của cán bộ. Ba tiêu chuẩn được Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam đặt ra trong dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước. Dự thảo nghị định nói trên được Bộ Nội vụ Việt Nam giới thiệu để thu thập ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam. Ngay từ lúc được tung ra thì nhiều ý kiến phản bác nói rằng khó có thể cân đong đo đếm được độ yêu nước của một người. Có ý kiến nói rằng đó là một nhóm từ trừu tượng rất khó xác định và lòng yêu nước không cần phải quy định mà coi đó là tố chất đương nhiên ở một công dân bình thường trong một quốc gia. VN Express dẫn dự thảo của Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam nói rằng tiêu chuẩn yêu nước còn bao gồm thái độ tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc. Còn yếu tố chống tham nhũng đi kèm với tính chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, được người dân tín nhiệm. Còn yếu tố thứ ba là sự hiểu biết lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản, pháp luật của nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tại cuộc họp bàn về dự thảo này, thì đại biểu Quốc hội Việt Nam của tỉnh Sóc Trăng cho rằng quy định lòng yêu nước ở một người là thừa và không cần phải quy định. Một số tài liệu cổ điển lâu nay đồng hóa lòng yêu nước với nhiều khái niệm khác như sự hãnh diện về thành tích của quốc gia theo chiều hướng biểu hiện một quan niệm tích cực về quê hương của một cá nhân. Dư luận không lạ gì cách định nghĩa lòng yêu nước của những người Cộng sản Việt Nam theo chiều hướng phục vụ riêng cho chính sách của giai cấp thống trị hiện nay tại Việt Nam. Liên quan đến phần tin thế giới, thì số người lao động Cambodia bỏ chạy khỏi Thái Lan đã lên đến 220.000 người hôm thứ Tư, theo giới hữu trách, trong khi Phnom Penh cáo buộc tân chính quyền quân sự ở Bangkok đã gây ra cuộc khủng hoảng này. Công nhân Cambodia vốn là nguồn lao động quan trọng cho các hãng xưởng Thái Lan, nhưng thường không có giấy phép làm việc, đã lũ lượt kéo ra biên giới kể từ khi chính quyền quân sự cảnh cáo tuần qua rằng những công nhân ngoại quốc làm việc không giấy phép sẽ bị bắt và bị trục xuất. Số người Cambodia từ Thái Lan trở về nước từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 6 lên tới 220.000 người tại khắp các cửa biên giới giữa hai nước. Theo ông Pit Phana, đứng đầu cơ quan đặc trách giao dịch biên giới Cambodia-Thái Lan, ông Sakhen, cũng là phó thủ tướng Cambodia, nói rằng Hội đồng Quân nhân Thái Lan đã trục xuất những người này và yêu cầu họ phải có trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn hiện nay. Ông cho biết có ít nhất 8 người chết trong các tai nạn giao thông liên hệ đến việc người Cambodia kéo về nước này. Ông Sakhen cho hay người lao động Cambodia đã giúp phát triển kinh tế Thái Lan, vốn lớn hàng thứ nhì ở vùng Đông Nam Á, và thu hút nhiều lao động từ các quốc gia chung quanh. Cuối cùng là tin Hoa Kỳ. Theo các giới chức Mỹ, thì Tổng thống Barack Obama ngay lúc này không chú trọng tới giải pháp oanh kích ở Iraq để trợ giúp chính phủ Baghdad, một phần vì không có nhiều mục tiêu rõ ràng để có thể ngăn chặn đà tiến nhanh chóng của phiến quân Sunni. Nguồn tin này cho hay Tổng thống Obama chưa có quyết định về biện pháp trợ giúp Iraq và không bác bỏ giải pháp không yểm nếu xác định được mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, họ cho hay oanh kích này không là điều Washington nhắm tới giữa khi đang có nhiều cuộc thảo luận với mọi phía để tìm cách đối phó với tình hình suy sụp ở Iraq.
Tổng thống Obama trong ngày thứ Tư dự trù sẽ tường trình cho giới lãnh đạo quốc hội hay về vấn đề Iraq tại Tòa Bạch Ốc. Ngoài giải pháp không yểm, thì chính phủ Mỹ cũng tính tới việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ gồm các toán biệt kích tới Iraq để giúp huấn luyện lực lượng biệt kích của quốc gia này. Phía Mỹ cũng đang tìm cách gia tăng nguồn cung cấp tin tức tình báo chiến trường cho lực lượng chính phủ Iraq. Ngoài ra, chính phủ Obama cũng đang thúc đẩy tướng Nouri al-Maliki có hành động mở rộng thành phần chính phủ để có thêm sự tham dự của quân sự từ giáo phái và khuynh hướng chính trị khác nhau. Tổng thống Mỹ hồi tuần qua nói rằng bất cứ giải pháp quân sự ngắn hạn nào của Mỹ ở Iraq sẽ đều không thành công trừ phi đi kèm với thay đổi chính trị trong chính quyền ở Baghdad. Tuy vậy, có nhiều chỉ dấu rõ ràng hôm thứ Ba về sự kình chống lẫn nhau giữa hai giáo phái Shiite và Sunni. Có gần 40 tù nhân Sunni đã bị bắn chết trong một nhà tù ở phía bắc Baghdad, xe nổ bom ở khu phố người Shiite tại thủ đô và 4 thanh niên Sunni đã bị bắn chết. Trong 8 năm tham chiến ở Iraq, quân đội Mỹ thường là trái đồn giữa hai giáo phái này, dù rằng chỉ có kết quả giới hạn. Nhưng Mỹ phải rút hết quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011 khi Washington và Baghdad không đạt được thỏa thuận để duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ nơi này. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày thứ Tư 18 tháng 6 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.